chị, chạy đi, theo nào vào chỗ này. Chào em ngồi đây. Ôi, rét quá em ạ. Đêm qua chị ngủ ở đây cả đêm rét quá. Mẹ em bảo là cũng như nghèo khổ thì phải chăm sóc cho người đấy. Ôi, chị cảm ơn em nhá. Hôm nay trời rét thế, người lạnh đó. Chả hiểu tại sao á, các bạn ấy rủ mình đi ra công viên chơi nữa. Thôi, bây giờ kiếm chỗ thằng để ăn bánh đã. Chào em ngồi đây. Ôi, rét quá em ạ. Đêm qua chị ngủ ở đây cả đêm rét quá. Ôi, rét thế, em lại còn đói nữa. Thôi, em có cái bánh này. Mẹ em mua cho em để ăn sáng nè. Nhưng mà thôi, mẹ em mua cho em ăn đi. Chị không sao đâu, chị rét quá. Không sao, em cho chị á. Không có chị á. Ui, từ ngày chị ở công viên này á, nhà chị làm gì có nhà đâu, chưa ai cho chị cái gì cả. Rét quá, chị không có quần áo luôn ấy. Em cho chị cái này. Ôi, em cho chị cái gì đấy? Đây, cho chị mũ len này. Em cho chị á? Thế còn em thì sao? Ôi, em ơi, em lạnh đây. Không sao, em còn một bộ nữa mà. Ôi, em đúng là em bé ngoan quá, chị cảm ơn em nhá. Chị ở ngoài này cũng lạnh lắm, chị cảm ơn em nhá. Thôi, cái mũ này em đội đi, chị gội khăn được rồi. Không sao. Ôi, chị hơi lạnh quá. Chết thế, ủa cái khăn của em làm cho chị ấm quá. Ôi, chị cảm ơn em nhá. Em đi đâu đấy? Em đang đi tìm chỗ ăn để ăn bánh. Thế à, lạnh thế. Thế chị cảm ơn em nhá. Nhà chị không có nhà đâu, ngày xưa chị không chịu học nên bây giờ nhà chị nghèo lắm. Thế là nhà chị không có nhà, chị toàn phải ngủ ở ngoài công viên để thôi. Dạo này lạnh quá, đến mùa đông công nhận lạnh thật đấy. Thôi, bây giờ chị đi cùng em. Đi đâu? Đi về nhà. Đi về nhà ai? Về nhà em, anh cho chị rửa ấm một mình nhá. Thật á? Em ơi, về nhà em có được không? Mẹ em bảo là cũng như nghèo khổ thì phải chăm sóc cho người đấy. Ôi, chị cảm ơn em nhá. Ôi, thôi đi về nhà em nhá. Ôi, chị rét quá. Nhưng mà chị ở đây chị... Nhà em có nhiều quần áo lắm. Thế à? Mẹ em có nhiều quần áo lắm. Thế à? Nhưng mà em về nhà em cho chị mấy bộ nhá. À, trước khi chị đi, chị ăn bánh đã nhá. Ôi, chị đói quá. Ba ngày hôm nay rồi chị chưa ăn gì. Cảm ơn em nhá. Không có em thì chị chết đói mất. À, chị em mình mỗi người một nửa nhé. Ôi, miếng bánh này ngon nhất trong cuộc đời của chị đấy. Chị chưa bao giờ được ăn cả. Ngày nào chị cũng chỉ ăn cơm thừa canh cận thôi. Cảm ơn em nhá, cảm ơn em nhá. Em là một đứa trẻ thật là ngoan, biết giúp đỡ mọi người. Ăn nhá. Ngon thế. Ngon quá. Em thật là xuống đấy. Chị có học hành nhá, đừng như chị nhá. Ngon quá. Nói lắm rồi, chị mới được ăn á. Ngon quá. Không, em để em đi về nha. Cho đỡ lạnh. Em thấy chị lạnh quá rồi. Ủa, chị lạnh lắm rồi. Thôi chị em đi về đi. Em ơi, đội mũ này nhá. Chị có ăn rồi. À, đúng rồi, còn đi vứt rác nữa. Ui, em đúng là một đứa trẻ ngoan. Nào, chúng mình đi nào. Cảm ơn em nhá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem vào ủng hộ mình và sắp